Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một vlog khác của Tân Mi. Thế nhưng mà chỉ có Tân thôi mà không thấy Mi đâu nhỉ? Các bạn đợi chút, sẽ gặp Mi ngay bây giờ đây. Ngày hôm nay các bạn có thể thấy là mình đang đóng một con outfit nhìn rất là học sinh và có lý do cho việc này. Bởi vì ngày hôm nay bọn mình sẽ đi chơi nhưng mà sẽ hơi hoán đổi lại một chút. Mi sẽ là người đèo mình đi chơi. Bởi vì sao ạ? Mi mới có con xe máy. Làm cái gì đây? Suốt ngày sờ xe, mới mua xe lúc này giờ. Đi chơi chưa? Đi chưa? Ừ. Trời, ngày hôm nay mình sẽ là chồng anh Tân. Mình sẽ đưa mọi nói chứ mình sẽ đưa anh Tân và mọi người đi đến những chỗ hẹn hò mà bọn mình rất hay lui đến. Nếu như các bạn cũng hay đến một trong số những chỗ này thì rất có thể các bạn sẽ gặp chúng mình. Có thể các bạn đã gặp bọn mình rồi. Nào, đi chưa? Đi à? Đấy, hôm nay được làm vợ nên đây là đội mũ đây. Đội mũ đây bạn ơi. Đội kiểu gì nhỉ? Tự đội cho nó nhanh. Từ gạt chân trống đã. Gạt chân trống ở đây. Xe này cần gạt chân trống luôn. À. Đã bảo làm chồng mà này. Lạ quá các bạn ạ. Vợ hôm nay lạ quá. À nhầm chồng. Tự đội mũ được một hôm mà trông vất vả thế. Lên xe đi xem nào. Nào, đi thôi. Hello. Rồi ôi. Nào. Lên chồng lên đi anh Đèo. Và chắc chắn cái địa điểm ăn sáng yêu thích nhất của bọn mình đó chính là phở người Lý Quốc Sư tại địa chỉ Hoàng Minh Giám. Quan trọng là nó free các bạn ạ, không mất tiền. Đây là một cái chỗ mà mình sẽ được phục vụ rất là nhanh đấy. Phở lúc nào cũng phải là full option, là hai bát phở, hai trứng đĩa quẩy với hai trà đá. À, kể chuyện cho các bạn. Nhưng mà ngày xưa kiểu hồi mà mình mới học cấp 3 ấy, xong rồi mình đi học tiếng Anh, trên đường học tiếng Anh thì mình có đi qua phở Lý Quốc Sư, mình ăn phở Lý Quốc Sư, mình rất là thích ăn phở Lý Quốc Sư, lúc nào mình cũng đòi bố mẹ cho đi ăn phở Lý Quốc Sư trước khi mình đi học thêm tiếng Anh. Cái vấn đề ở đây là nếu như các bạn thích ăn một cái hàng nào đấy liên tục thì các bạn thử check xem con trai người ta có hợp gu không nhá, biết đâu các bạn thích ăn hàng đấy xong rồi người ta lại xong thịt nốt luôn cả con trai người ta đúng không? Không phải mua quán ăn mà thịt nốt cả con trai người ta đúng không? Nào, hôm nay Đèo chồng đi ăn sáng có thấy bữa ăn phở nó có ngon hơn không? Không. 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 Đèo chồng đúng hôm đi không ngon. Hay quá. Chồng Đèo ăn ngon hơn. Mệt quá đã Đèo đi ăn sáng rồi còn hỏi lắm. Ăn nhanh lên tí nữa em Đèo đi cà phê. Này công nhận điều rằng là sáng không phải lái xe, không phải gồng mình lên, không phải hứng bụi cảm giác bây giờ ăn bát phở nó ngon các bạn ạ. Đấy, xin nhờ được phép và giới thiệu cho các bạn một cái combo chúng tôi sẽ hay có. Đầu tiên là mình sẽ bắt một ít chanh. Đấy. Bắt một ít chanh. Cái chanh này không phải là cho mình. Đây chanh cho vợ mình. Vợ mình bị sợ mùi chanh rơi ra tay. Mình thì mình dạo này mình chuyển là mình không ăn tương ớt mà mình sẽ chỉ sử dụng ớt tươi thôi. Đấy, ớt tươi ở những cửa hàng phở người Lữ xưa đều là ớt tươi xịn rất cay. Con phở nha. Và thêm một tí mắm nữa. Cho nó dậy mùi. Xong xuôi rồi. Giờ trộn lên và ăn thôi. Sao? No say chưa? Vui vẻ chưa? Cách đây mấy phút cái con phốc đói ăn nó vẫn còn xuất hiện, bây giờ nó đã biến mất rồi các bạn. Không biết các bạn có giống mình không nhưng mà mình cảm giác như là lúc mình đói và lúc mình no ấy là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau trong cùng một cơ thể. Một nhân cách thì hay chửi chồng với đánh chồng, cái còn lại thì cười rất là tươi. Nhưng mà vẫn chửi chồng với đánh chồng nhưng mà cười tươi. Đấy các bạn ạ. Thôi, bây giờ ăn sáng no say các thứ xong xuôi rồi thì bây giờ bọn mình sẽ đi uống cà phê. Và lần này vợ mình sẽ tiếp tục đèo mình đi ra chỗ đấy. Đây là một trong những cái chỗ mà có cacao trứng mình nghĩ là ngon nhất Hà Nội, một trong những chỗ ngon nhất Hà Nội. Ừ. Đi chưa? Xong rồi kiểu cũng không gian cũng rất là ok. Thôi nói chung là các bạn đến thì sẽ biết ngay mà. Let's go. Thank you.
chuyển này hơi được luôn ấy. Nhưng mà tôi bị vợ tôi phản bội rồi. Vừa tôi đến nơi xong bảo không, em không thích uống cà cao trứng nữa, em uống chanh tuyết. Các bạn có nhìn thấy ở ngoài trời đang nắng nóng như thế nào không? Thế mà hôm nay mình phải là người đèo. Thế là mình phải uống một cái thứ gì đấy nó mát lạnh một chút. Như là chanh tuyết chẳng hạn. Sướng nha. Được đèo uống ăn cái gì nó cũng thấy ngon các bạn ạ. Không phải khổ sở, không phải vất vả. Sướng thật đấy. À, giới thiệu cả mọi người một chút thì đây là quán Loading Tea, nó ở phố Trần Cầm và đây là một cái quán cà phê. Thật ra là ai biết thì sẽ biết thôi, tại vì cái quán này thì cũng không có cái biển ở ngoài nhìn rõ lắm. Nó sẽ hơi low key một chút, nhưng mà được cái đây thì anh chủ rất là cool, cacao trứng rất là ngon. Thực ra đây là một trong những quán mà bán cacao trứng, cà phê trứng mình thấy là ngon nhất ở Hà Nội, một trong những quán thôi nhá, mình không dám nói là ngon nhất, nhưng mà bọn mình vẫn rất hay uống cà phê trứng và cacao trứng ở đây. Quán này thì mình ngồi uống từ hồi mình vẫn còn đang học đại học, năm nhất đại học luôn ấy. Đến bây giờ thì mình vẫn thích ngồi ở đây. Nó nằm ở trong một tòa biệt thự Pháp cổ, cho nên là cái không gian với cả cái âm nhạc mà anh ấy chọn bật ở trong quán ấy cũng rất là hơi hướng kiểu Pháp cổ ấy. Và được cái là anh chủ ở đây thì anh ấy khá là cool, kiểu lần đầu tiên mình được uống đến đây uống kiểu cacao trứng mình bị sốc ấy, bởi vì ông là chủ quán đầu tiên kiểu thấy mình uống sai phát ông trợn ngược mắt lên uống nhìn, ông bắt mình uống lại, không được trộn lên, không được trộn kiểu này lên mà phải múc từ dưới lên như này đấy, uống lại đúng rồi chuẩn. Đây là quán, không phải là chúng ta đến đây để thưởng thức cà phê, chúng ta đến đây để học cách uống cacao trứng. Hôm nay được vợ mình đèo đi chơi thì mình nhận ra là cái việc mà mình quá nuông chiều vợ mình, quá yêu thương vợ mình, lúc nào cũng đèo vợ mình ấy, nó gây cho cô một cái bệnh mù đường. Tháng sau cứ phải ngồi chỉ gào mồm lên, rẽ phải, rẽ trái, ôi cô hát trước mặt kìa, rẽ. Thật ra bình thường thì mình không để cho mi đèo đâu, nhưng mà hôm nay là đi xe máy của vợ mình, thế nên là mình cũng phải để vợ mình thể hiện một tí nhỉ. Mua cho con Primavera đẹp thế còn gì nữa nhỉ, lại còn yên, mua cho cả yên thấp nữa. Lần này mình đi chọn xe thì mình bình thường là cũng không định chọn xe Vespa cho vợ mình đâu, thế nhưng mà đợt này đi ra thì họ lại có cái bản yên thấp, thế là mình quyết định là quất luôn cái bản yên đấy, thì vợ mình ngồi lên thì lại vừa. Yên đấy nó giảm được phải đến gần 3 phân đấy, 3 phân chính xác là 3 phân, nên là mấy chị em mà lùn lùn như vợ mình thì thoải mái. Chị em lùn đấy à? Không, anh chị em bé. Anh chị em bé mà dễ thương như một con phốc. Nhưng mà thật ra là mình đã thích xe Vespa từ lâu rồi ấy, từ lúc mình mới biết đi xe máy. Nhưng mà xe Vespa thường các bạn biết là nó rất là nặng, với cả nó cũng cao ấy, nó hơi cao. Mình không chống chân được luôn ấy mọi người. Cho nên là đến khi mà có xe Primavera bản mới này xong còn biết là kiểu có thêm cái yên hạ được tận 3 phân, mình đã tự tin đèo chồng mình đi chơi. Mặc dù thật ra là vợ mình cũng vẫn hơi kiễng một chút, nhưng mà về cơ bản là nó khá hơn rất nhiều so với cả những cái mẫu Vespa. Không, thật ra là xe nào mình cũng kiễng thôi mọi người ạ. Kiểu kể cả những cái loại xe thấp nhất thì mình vẫn phải kiễng thôi. Thế nhưng mà ý là vẫn chống được chân ý. Còn nếu chưa mình không chống được chân mình kiểu như thế này. Bây giờ mình đã chống được như thế này rồi. Đây là cả một bước tiến lớn, một bước đột phá mà tôi rất dành lời khen cho Vespa. Kinh nhỉ, sướng thế, đi vèo. Thế đi xe yên thấp rồi nhưng mà thấy lái có dễ không? Dễ mà, có gì đâu, anh ngồi em không thấy mượt à? Ngoài chuyện em mù đường ra thì anh có thấy mượt không? Thật ra là mượt thì cũng có, nhưng mà mượt chủ yếu là do động cơ chứ không phải là do cách vợ mình chạy. Vì vợ mình cứ kiểu bóp xe mình kiểu. Nhưng mà thật sự kiểu nó cái lúc đầu mình khá sợ là cái ga nó sẽ bị giật ấy. Nhưng mà mình điều khiển tốc độ khá là dễ, thế nên là mình mới thoải mái, mình kiểu như thế. À, mình thoải mái, mình vặn ga xong mình phanh gấp đúng không? Mình bốc đầu luôn đúng không? Không, mình biết là mình điều khiển được ấy. Nên là mình đi hơi thoải mái một chút. Con tim bé nhỏ ở đây bị rách không biết bao nhiêu lần vì những pha phanh gấp tí hôn vào đít ô tô của mình. Thì nay em muốn đi ăn chưa ăn gì? Hôm nay hơi nóng cho nên ăn phở cuốn đi. Phở cuốn? Sáng ăn phở nước rồi chưa ăn phở cuốn. Ok. Chắc là tí nữa thì bọn mình sẽ đi ăn một cái quán phở cuốn. Quán này thì cũng khá là nổi tiếng, có thể là nhiều bạn biết rồi. Đợi một chút bọn mình cà phê xong rồi chúng mình đi ra ăn phở cuốn buổi trưa nhé. À, chào các bạn nhé, và bây giờ thì bọn mình đang đi ăn trưa. Thì đây là một trong cái quán phở cuốn bọn mình rất thích ăn, đó chính là phở cuốn Chính Thắng. Thì đây là một cái quán mà
vẫn hơi to à? Chẳng là hôm qua mình vừa đi siết răng về mọi người ạ. Bây giờ răng đau lắm. Hồi xưa thì mình hay ra chỗ này thì mình hay ăn phở cuốn Hưng Bền hơn, nhưng mà có một đợt ăn Hưng Bền thì thấy hơi chán nên là thôi, là lần sau là chuyển sang Trinh Thắng. Trinh Thắng thì bây giờ cảm giác là ăn chất lượng ổn định hơn. Gần ngon bằng phở nhà mình rồi. Nhà mình là phở nước. Thôi phở cuốn thì tôi dành cái kiểu gì đấy? Ngon gần bằng phở nhà mình. Kiểu thích bảo các bạn là đến phở nhà mình ăn đi thì cứ nói. Thôi dành cái kiểu thực ra không gian các bạn thể thấy là ngồi hơi lạ. Tự dưng hôm nay bọn mình đứng nhất vào đây ngồi chứ bình thường bọn mình ngồi ở ngoài ấy. Bên ngoài này đang phun rồi thế à? Thực ra cho vào trong phòng make up đấy, rất là tiện. Có phải điều hòa. Mau. Mau. Nhưng ở ngoài giờ hơi ngốt. Ngon nhỉ? Rau khá là sạch nhá. Ăn nó không bị cảm giác kiểu lợn cợn sạn sạn kiểu rau chưa rửa. Nói chứ update một chút thì cuộc sống hôn nhân dạo này bọn mình không có gì mấy. Nói một chút update cuộc sống hôn nhân dạo này không có gì mấy. Update hay quá, update đỉnh quá. Update là chúng gì sửa lỗi thôi nhỉ? Thế bây giờ anh có yêu em nhiều hơn hay yêu em ít đi không? Thật ra thì anh trả lời theo cách nào thì em cũng vạ vẹo anh cơ mà. Anh yêu em nhiều hơn, nhưng em chả thế anh yêu em nhiều hơn. Anh mà trả lời anh yêu em ít đi thì chắc chắn là em sẽ cắn anh rồi. Còn em yêu hơn được không, em chả thế anh yêu em nhiều hơn thì... Tí nữa thì chắc là đi lượn đấy các bạn ạ. Bây giờ thì sẽ ăn nốt một ít phở cuốn này để cho nó có tí lót dạ đã. Xong tí sẽ đi lượn lờ, đưa bà nhà đi lượn phố tí. Anh bước kiểu ăn kiểu... Nhanh nhá. Chấm này. Ai đồ K-pop ăn trông chả gì mấy ông xe ôm ngoài đầu ngõ nhà mình à? Các ông ấy cũng chấm xong các ông cho mồm khác gì đâu. Ông là cái mồm. Ông là mà chút to. À thế là như này đúng không? Chấm này. Cho màu à. Không được dính môi vào, không có trôi mất son. Ông che đúng không? Trời ơi, nghe câu hỏa bán. Gật đầu. À, gật đầu. Hay. Dám mặt đấy. Kim mochi 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 kim không nói gì à? Anh cứ để anh cười từ nãy giờ. Em đợi. Thông cảm các bạn à, tại vì là bé nhà mình là buổi trưa nay thì ăn phở cuốn, chiều thì đi lượn, nó cũng không bị ăn thêm cái gì cả nên là bây giờ thì cũng hơi đói một chút. Nhưng mà thôi đồ ăn sắp ra rồi. Chưa bao giờ mình lao lực đến mức này các bạn. Chưa bao giờ mình là tài xế cho anh cân từ sáng cho đến tối như vậy. Thôi tí đeo về là được dê. Cái gì nhỉ? Căng. Người ta gọi là gì nhỉ? Là gì? Bán mặt cái gì? Cái gì? Đèo chồng được một hôm bán lưng cho đất bán mặt cho trời. Em nhảy hip hop à? Hả? Em nhảy hip hop mà em bán lưng cho đất em bán mặt cho trời. Vâng, và bây giờ thì bọn mình đang đi ăn tối và đây cũng là một cái quán ăn mà vợ chồng mình rất hay đến ăn. Hôm nay thì có 3 người đi. Đây là một cái quán đồ Âu và cái bạn quay phim của mình thì không ăn được đồ Âu nên là quyết định là để cho bạn đi ăn cơm. Cơm chó. Đây đấy, bạn đây này. Được cái là đồ ăn đây thì họ làm không phải bị tây quá, nó vẫn có cái nét châu Á để người ví dụ như mình vẫn có thể ăn được. Kiểu nêm nếm rất là đậm đà và hợp khẩu vị của mình ấy, kiểu chua cay mặn ngọt ấy. Nó không bị kiểu nhạt nhẽo kiểu mỡ muối tiêu đâu. Nói chung là cũng được kiểu mix gia vị các thứ đàng hoàng. Chút nữa thì món ăn ra thì mình sẽ show cho các bạn kỹ hơn. Đấy, còn lại bé nhà mình thì không cảm chắc là cũng không nói được nữa rồi bởi vì là đang ở chế độ tiết kiệm pin. Đồ ăn ra rồi, đồ ăn ra rồi. Ê, nói thật với các bạn là hôm nay là cái nhà hàng này có gì nó hơi lạ lạ các bạn. Tại vì bình thường nó không bao giờ lên đồ nhanh như này. Quán ở đây đồ ăn rất là ngon, một cái điểm trừ là đồ lên rất là muộn và đồ lên rất lung tung. Món chính sẽ lên trước, salad lên cuối cùng. Nói có nghĩa là đây là một trường hợp đặc biệt thôi nhưng mình vẫn chưa tin vào cái khả năng ra đồ của quán cho lắm. Nên là nếu các bạn nào mà có định thử cái quán này thì cứ xác định tinh thần luôn là quán này nó sẽ ra đồ hơi lâu một tí. Ở ngoài kia các bạn có thể nhìn thấy hồ luôn. Ở view hồ. Đồ đây. Ăn của mình thì có salad con heo gầy. Salad heo gầy, đây gọi là salad heo gầy các bạn ạ. Nó sẽ gồm rất nhiều rau hết. Đây là khoai tây. Khoai tây unami. Đây là một trong những món mà mình thích nhất ở đây bên cạnh sườn. Sườn nướng với cái gì ấy, nói chung là ngon lắm mọi người nên gọi sườn nha. Còn đây là món nấm đùi gà. Đây là những cái món mà bọn mình hay gọi
hay hẹn hò với nhau và sẽ gọi như này. Nhưng mà thường thì đi quán Tây người ta sẽ kiểu gọi rượu vang để cho lãng mạn ấy. Đây là đồ uống của bọn tôi. Cheers. Ăn thôi. Cái khoai tây chiên này nó có cả thịt nguội xông khói. Nó là thịt xé sợi đúng không? Thịt lợn mán à hay là cái gì ấy. Ừ. Nói chung là xé sợi ăn nó cũng khá là ok. Ngon lắm mọi người ạ. Must try. Để hơi khó xiên. Ngon. Được. Chính ra là mình khen ít thôi, không người ta lại tưởng mình đi quảng cáo nhà hàng. Chê. Không thơm. Không ngon. Chê. Cay. Cười nhờ. Cười gì em. Mặt cay biết rồi đấy. Camera em mặt cay lắm rồi đấy. Thôi ra đây ăn đi. Đi. Không. Đi. Đi đâu? Ôi thì anh hút lắm đi, anh hút từng đi. Bao giờ? Anh hút từ tận 3 năm trước. Ba năm trước anh hút rồi. Hút cái gì? Anh hút hồn em. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi. Cách để chị bạn trai không cho đi hút thuốc. Bạn trai luôn à? Chồng chứ rồi em là chồng ấy. Cách để chị chồng không cho hút thuốc. Anh đã chồng em mất rồi. Oh my god, anh hút hồn em từ một năm trước thôi. Đi. Rồi, về cơ bản là một ngày đi chơi của mình và những cái chỗ của mình hay đến thì nó là như vậy. Cũng gọi là để chia sẻ với cả mọi người những cái chỗ hay ho của mình hay đi hẹn hò thôi. Đấy, thì về cơ bản hôm nay đi chơi như thế và chia sẻ thêm với các bạn một thông tin về chiếc Primavera mới mua cho vợ mình. Rất hay ho. Nếu như các bạn muốn mua chiếc xe này mà dành cho các mẹ, các chị hay là người thân là phụ nữ thì có thể mua thêm cái phiên bản yên thấp hơn. Nó thấp hơn được khá là nhiều đấy, và những cái người mà chiều cao không phải là quá dồi dào thì hoàn toàn có thể chống chân và điều khiển chiếc xe khá là dễ dàng. Thật sự là mình cảm giác mình còn chống chân được, không ai trên cái đất nước này không chống chân được mất. Cái chiều cao của mình nó quá khiêm tốn ấy mọi người. Ngoan nha, ngoan nha. Với anh thì em cao đến 1m8 cơ chứ không phải là 1m5 đâu. Nói thật là như thế. Rồi, chắc là vlog ở đây thì nó cũng khá là dài rồi. Thì xin phép các bạn sẽ kết thúc tại đây và sẽ hẹn các bạn ở một buổi đi chơi khác. Và lần này, lần tới chắc chắn là mình sẽ bắt mi đèo full buổi. Sao? Mua xe ra rồi chứ còn kêu cái gì? Em không đi xe nữa, em trả anh đấy. Chó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe cho vợ chồng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.